Ok, xin chào các bạn. Tên tôi là Nguyễn Thành Tiến và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái bí quyết khi đi đầu tư bất động sản. Có một cái bài học rất là thú vị cho những cái người mới bắt đầu. Ví dụ họ hay đặt cái câu hỏi cho tôi là như này, là tôi mới đi đầu tư bất động sản, thế thì anh có thể chỉ cho tôi một cái chiến lược nào đó mà nó giúp cho tôi có cái thành công ngay từ những cái lần đầu hay không? Và tôi nghĩ đây là một cái bài học quan trọng cho những bạn mới bắt đầu. Thì thực tế khi đi đầu tư bất động sản đôi khi lợi nhuận rất là lớn, nhưng cái rủi ro cũng lớn không kém. Trong nhiều trường hợp là bạn biết cái câu nói là tiền phải kiếm ở nơi có nhiều tiền, và bất động sản là một cái lĩnh vực như vậy. Nhưng khi cái rủi ro, có một số người, tôi ví dụ có những bạn đã từng là mua tài sản xong thì mua xong mới phát hiện là tôi chết rồi, mình mua giá cao quá rồi, 10 đồng thì mình mua tận 12 đồng và bây giờ mình bán ra không được, mất tính thanh khoản luôn. Một số bạn thì thậm chí là mua xong mới phát hiện là thôi, tài sản mình dính quy hoạch mất rồi, bây giờ là không có sang tên, không có chuyển đổi được, hay là quy hoạch treo. Một số bạn thì mua xong mới phát hiện là thôi, tài sản của mình đang bị tranh chấp rồi, tranh chấp với hàng xóm chẳng hạn, hay tranh chấp với lại là chính quyền, tranh chấp với các tổ chức tài chính. Tôi ví dụ một số bạn thì mua tài sản xong thì mới phát hiện là ôi thôi chết rồi, tài sản mình có vấn đề về mặt phong thủy. Tôi ví dụ như có bạn là gần đây mua một cái tài sản và sau đó thì có thầy phong thủy người ta lên người ta kiểm tra lại và phát hiện là cái tài sản này có khoảng độ vài cái vong ở trên bất động sản đó, và người ta phải làm những cái thủ tục cúng để đưa những cái vong đó đi. Thì cái bài học ở đây là như này: đi đầu tư bất động sản có rất nhiều rủi ro. Thế với những người mới mà bạn không biết phòng thủ rủi ro thì có thể toàn bộ cái số tiền của bạn nó sẽ bị chôn ở đấy, hoặc là bạn phải làm 2 năm, 3 năm, 5 năm rồi mới hồi lại cái khoản tiền đó. Có những người đã từng mất rất nhiều tiền, tích lũy được trong vòng 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm, tích lũy được khoảng một khoản tiền vài trăm triệu, vài tỷ đồng, 10, 20, 50 tỷ, đi đầu tư nhầm một lần là coi như là thiệt hại. Thế thì với những người mới thì tôi có hai cái hướng dẫn cho bạn rất quan trọng. Là thứ nhất, khi bạn mới đi đầu tư thì bạn nên ưu tiên hai cái tính, có rất nhiều cái tiêu chí, nhưng với những bạn mới thì bạn nên tập trung vào hai tiêu chí quan trọng. Một là pháp lý của tài sản. Tôi ví dụ thế nào là pháp lý, có thể những cái vị trí tài sản mà chắc chắn là không có trong quy hoạch, hay là gọi là có đã có sổ đỏ rõ ràng, đất ở 100%, hay là những cái tài sản nằm trong một cái dự án và đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 100%, thì bạn yên tâm là đôi khi cái tính pháp lý đối với bạn là bạn mới là xếp lên đầu bảng. Cái thứ hai, tính thanh khoản. Thanh khoản có nghĩa là gì? Bạn mua cái tài sản đó xong, sau đó thì thị trường có thể tăng giảm một chút, đắt rẻ, nhưng bạn vẫn bán ra được khi cần, bạn bán ra được ngay. Cái thị trường đó rất là đông người mua, thị trường đó có tính tiêu dùng, vừa có tính đầu tư. Thì với cái người mới, bạn nên tập trung vào hai yếu tố: pháp lý số 1, thanh khoản số 2. Hoặc là có thể là thanh khoản số 1, pháp lý số 2. Thì ví dụ bạn mua tài sản xong, bạn bán ra có thể nó chỉ lời được một chút thôi, hoặc là đôi khi là bạn, nếu mà bạn có cái điều gì đó nó trục trặc, bạn bán ra cùng lắm là hòa, ví dụ như thế, thì bạn vẫn có cái trải nghiệm giao dịch của cái lần đầu tiên, học được cái bài học kinh nghiệm khi đi đầu tư, nhưng bạn không bị gặp cái rủi ro. Và khi bạn hành động thì bạn bắt đầu thấy là cái việc đi đầu tư nó không khó như mình nghĩ. Những cái lần đầu tiên có thể bạn, việc của bạn chưa phải là ưu tiên lợi nhuận, bạn ưu tiên là an toàn, tăng trưởng một chút, lãi một chút đã là thành công rồi. Thì ở đây có thể là một cái lời khuyên hữu ích dành cho những bạn mới bắt đầu. Thì ở đây là bạn vượt qua cái giao dịch đầu tiên của mình. Và rất nhiều người đôi khi khởi sự ban đầu rất là đơn giản, rất là nhỏ bé, lợi nhuận không lớn, nhưng sau đó họ tiếp tục học hỏi và cuối cùng họ lại gặt hái được cái thành công lớn. Thì tôi xin chúc bạn là khởi sự đầu xuôi đuôi nọt và sẽ gặp nhiều may mắn. Chúc bạn gặp cái thành công của mình trong năm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.